Hello Quang Lê, xin chào cả nhà. Đến với kênh Quang Lê ẩm thực, hôm nay mình đến nhà của ba mẹ vợ mình nha, quay cái clip này cho cả nhà xem. Ăn lễ Thanksgiving. Đây là gà lôi, không có là thấy con gà giòn cả nhà. Để Thanksgiving người ta làm gà lôi, còn ở đây mình làm gà cái bộ. Chảy nhà đi. Đẹp không? Bánh canh giò heo. Nhà thấy đẹp không? Thấy giờ làm quá ngon luôn. Bữa nay đại gia đình tập hợp nhà khoảng 27 người, 30 người cả nhà. Like a lot spicier than the last one. Hi. Đây má vợ mình đây. Đây ai má vợ? Đây là dây má vợ. Nồi bánh canh nha, nồi trứng bún. Khác ở phở lon nhiều quá hả cả nhà ơi. Đây món gì đây? Lobster. Lobster bình hàn. Đây người đẹp nữa nè. Hai ba người mà đẹp luôn. Đây bố, đây bố vợ. Ngon quá. Ngon hơn phở lon nhiều. Trời ơi, sao vậy? Làm ở nhà ăn mà làm sao mà làm tiệm bánh phải ngon hơn nhà. Nhà hàng ngon hơn tiệm. Phải ngon hơn. Ngày lễ là thường thường lễ Thanksgiving, Christmas, New Year hay tập trung ở nhà mà má vợ với bố vợ chơi cho nó vui. Hôm nay không sai không về. Bữa nay hát karaoke hả? Đó, chạy karaoke đó. Dạ, ở dưới tối tân hơn dàn này nhiều. Hôm nay không sai không về nha. Đây có đối thủ nè. Bữa nay chai luôn. Chai chai. Hôm nay gia chánh trong cái bàn tiệc này nha cả nhà. Đây gia phụ. Gia đình qua hồi năm 1995 nha. Đã qua có 8 người thôi. Nhưng mà đến nay là năm 2020 rồi. Thì cái bàn dài này chưa đủ.
còn nguyên cái tiểu đội đang nằm ở dưới bê xi măng chuẩn bị để chiến đấu nữa nha. Đó, đó qua có 8 hộ thôi, 8 người thôi. Bây giờ sơ sơ là nhiêu đây đó. Đó, tại hồi xưa em cũng lọc đó. Dạ, Quỳnh cầm cái chân gà ăn lên quay coi. Lấy chân gà quay. Chỉ có chân gà thôi. Cái này cũng được nè. Cái này ngon nè, cái này ăn là bổ lắm. À. Đúc chồng ăn đi cưng. Rồi. Cái này không có ăn, ăn cái kia mà. Cái đuổi ra đi, dịch bệnh này mà bỏ ra bỏ vô. Cái này là chị Quỳnh không có cảm. Hả? Đó, đội đó la ông sùng mấy đứa. Dạ, ngồi bác ngồi có rượu đi, đi kêu mình uống với bố đi. Bố cùng ly bố ơi. Vô ơi. Cũng cái nữa đi cho con. Đây vậy. Dạ vô. Vô. Nè đi ăn đi ăn. Vô. Khó còn cái này là đô thị. Cái này là cá kèo. Mấy nay không có làm tấm kỳ mà làm chicken nha cả nhà. Đây gà mẹ, đây là gà con. Không có xe. Phụ mà vô xe. Con gà hai chồng làm hai cái giò cái đầu. Cái này là con gà mẹ. Bày gà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chúc cả nhà một ngày lễ Thanksgiving thật là bình an nha. Hoa Quang kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký trên kênh Quang Lê ẩm thực nha cả nhà. Nhớ ủng hộ phở Loan nha. Ok, hẹn bye bye và hẹn gặp lại video sau nha cả nhà. Bye bye.